tiền lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7. Tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục tự chủ không ít hơn tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo có cùng trình độ đào tạo, cùng thâm niên, cùng chức danh trong các cơ sở giáo dục chưa tự chủ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của chính phủ. Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà giáo công tác ở vùng khó khăn, nhà giáo dạy trường chuyên biệt, nhà giáo dạy trẻ khuyết tật, có chính sách thu hút nhà giáo về công tác và công tác lâu dài ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã vùng bãi ngang ven biển, các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của chính phủ. Các chính sách thu hút và ưu đãi như nhà công vụ, chế độ phụ cấp, chế độ trợ cấp, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khám bệnh định kỳ hàng năm, hỗ trợ học phí cho con của nhà giáo, ưu tiên tuyển dụng. Ngoài ra, khuyến khích địa phương ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ nhà giáo, cơ sở giáo dục hỗ trợ nhà giáo thông qua quỹ khuyến khích phát triển đội ngũ nhà giáo.